chắc là Thúy Yên free. Thúy Yên ok. Cái này Thúy Yên nè, ok đấy. Hôm nay được top 2. Hạt Lão Tùng hôm nay được top 2, 126 mạng, giết 101 NPC, 40 tử vong, 14 liên trảm và lấy liên bảo, lấy bảo vật không. Thúy Yên anh em ơi, được Khải soi thử Lão Tùng này là hiện tại giờ được coi thử nằm trên top Thúy Yên cao thủ không. Lão Tùng 111 top sư tỷ đại Thúy Yên sư tỷ nha anh em ơi. Đó, nằm trên top Thúy Yên. Đại sư tỷ Thúy Yên luôn. Độ nằm trên top máy này 1 2 3 4 5 6. Top 6 Thúy Yên. Top 6 Thúy Yên anh em ơi. Top 6 Thúy Yên. Được rồi, đồ thì có gì đây? Trước mắt thì Khải thấy là một cái ngôi sao trên đầu này, đó với lại một phi phong là được hai kỹ năng vốn có rồi, hai kỹ năng vốn có như nào đó. Rồi coi đồ, coi một set đồ khá là chuẩn luôn, chuẩn ban luôn. 40 chón từ cái nón, 40 chón từ vũ khí đó. Đi theo set đồ vũ khí thủy lấy chón dòng một giống Khải rồi em ơi, quá đẹp luôn. Một chiến kháng cả 10 hợp kim, một áo mọc 19-40, quá đẹp nha. Tiếp đến thì một bao tay làm chậm 40 dòng một. Một đai lưng làm chậm 40, nội lực cao. Là hiện tại đang có cho mình set đồ là đi kiểu giống mình luôn nha anh em. Khá đẹp luôn. Nói chung ai biết chơi Thúy Yên thì sẽ đi theo kiểu này thì đánh quá đẹp luôn anh em ơi. 80 chón. Đó. Là chỉ kích dòng 1 thôi anh em ơi. Cái này chỉ kích dòng 1 thôi nha. 80 chón và 80 làm chậm. Đó, bao tay làm chậm 40, đai lưng chậm 40. Rồi tiếp đến thì một cái nhẫn. Ui, nhẫn đẹp nha. 19-120. Nhẫn đẹp dữ ta. Nhẫn này mình đang tìm mà tìm chưa ra anh em ơi. 19 nỗ lực 120. Một cái dây. 3729 đồ chạy đẹp nha. 3729. Nhận dưới 1999 đồ. Đồ này mấy nhận 19 đẹp ghê luôn nè. Mấy nhận 19 đẹp quá đẹp luôn. Đó con. Mấy nhận đẹp này. Ngọc bội 1984 luôn. Nói chung thì Thúy Yên thì ưu tiên nội lực nha nè. Thúy Yên thì ưu tiên đồ nội lực nha nè. Ưu tiên đồ nội lực thì set đồ này thì build đa số là nội lực thì quá chuẩn rồi nè, không có gì phải bàn nữa. Set đồ này là Khải nghĩ thì cũng được rồi. Set đồ này thì không được 75+1. Set đồ này không được 75+1. Set đồ này thì được 80 chón. 80 chón tương đối giống Khải nè mày. Và 80 chậm. Và lượng khắn lôi thì cũng tương đối giống Khải, không khác gì mấy. 10. Đó, Khải cũng 10. Áo này Khải cũng 19. Nhẫn này Khải cũng 19. Nhẫn dưới thì Khải 17 thu 2. Mà cái ngọc bội này thì 19 thì Khải đến 25 lận thì Khải bù lại. Và cái dây này 29 thì dây Khải 28 thì tương đối nè. Set đồ này build quá đẹp rồi, không gì phải chơi. Tính ra thì cũng kháng tương đối như Khải này thôi. 10-10-10, 75-37-10, đó tầm đó thôi. Nói chung là Khải nghĩ là không lên được cộng 1 như nè. Nếu mà cộng 1 thì bèo bèo gia truyền phải 15. Gia truyền phải 15 thì 11. Mà cái ngọc bội này mất đến 6 nữa thì cũng không đủ. Cũng không đủ nè, như Khải này. Như Khải này, Khải thiếu khoảng 4 điểm nữa là lên cộng 1. 4 điểm nữa là lên cộng 1. Đó. Thì hai set đồ cũng khá là đẹp. Ông này đánh tốt ấy, bơ cao quá hay ấy. Đánh hay quá. Ok. Anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Lão Tùng. Một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ video với Khải Gaming. Một like chia sẻ nha em ơi. Hôm nay thì Khải không vào được top 10 em ơi. Hôm nay chỉ top được 12 thôi. Rồi, anh em thích xem set đồ của ai thì đừng quên ủng hộ.